Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba là đồng thể tam bảo. Có nghĩa là tam bảo nhìn về cái thể tánh Phật. Nhìn về thể tánh Phật thì đồng thể. Đồng thể tam bảo cũng ba phần: đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo và đồng thể Tăng bảo. Đồng thể Phật bảo để chỉ cho ai? Tất cả chúng ta, không những mình mà loài vật cũng cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. Cái nhìn của Đức Phật khi thành đạo rồi, Phật thấy như vậy. Không những tất cả chúng sanh là loài người mà đồng một cái tánh giác của Phật, mà luôn cả muôn loài cũng đồng một tánh giác. Tới đây chúng tôi xin trích một cái đoạn đối đáp của các vị thiền sư. Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, khi có một vị tăng đến tham vấn hỏi rằng: con chó có Phật tánh không? Thì ngài Triệu Châu vốn là một vị coi như là lỗi lạc chốn tùng lâm, trả lời rằng: con chó không có Phật tánh. Thì người học đạo liền gạn lại, hỏi thêm rằng: trên từ chư Phật, dưới đến các loài côn trùng kiến đều có Phật tánh, vì sao ngài lại đáp rằng con chó không có Phật tánh? Ngài Triệu Châu liền nói rằng: vì nó có nghiệp thức. Nghĩa là sao? Vì con chó nó sống theo cái sự phân biệt của nghiệp. Vậy hôm nay nếu chúng ta cũng cứ sống theo sự phân biệt vọng tưởng của nghiệp thì mình có Phật tánh không? Ngài sẽ trả lời: không có Phật tánh. Đó. Nhưng một vị khác đến thưa hỏi: con chó có Phật tánh không? Thì thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm lại đáp: có. Nghe có, cái người hỏi thứ hai này có hài lòng không? Không. Con chó mà có Phật tánh kỳ vậy ta? Bên kia con chó không có Phật tánh cũng kỳ vậy ta? Vì sao con có chó có Phật tánh mà kỳ? Đã có Phật tánh, vì sao nó chui vào trong đải da của loài vật? Thì ngài Triệu Châu liền giải thích rằng: vì biết mà cố phạm. Cũng như tất cả chúng ta đều có Phật tánh, có nghĩa là có cái hiểu biết, hành trì cái tánh giác như Phật. Nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta vẫn là người, mà người còn hay khóc nữa đó, còn hay đau khổ nữa đó? Thì tại sao? Vì biết mà cố phạm. Chứ đừng đổ thừa ai hết. Con thì Phật tánh đã hiển lộ, nếu con đừng ở với người đó. Con Phật tánh con dễ nhận được và sống được lắm, nếu con đừng có ở gần cái cô đó. Cô đó hay chỉ lỗi con quá, con phải sân si phiền não thôi. Thì nói như vậy không phải. Mà mình phải tìm ngay cái gốc là biết mà cố phạm. Có nghĩa là mình biết mình có Phật tánh, mà mình phạm có nghĩa là sao? Mình lại không sống với Phật tánh được, mà mình lại sống với vọng tưởng phân biệt tham sân si. Đó, hai câu này tất cả huynh đệ chúng ta ráng nhớ. Vì cái nghiệp nhiều đời, chúng ta vẫn có nghiệp thức, thấy là phân biệt, thấy là sân si phiền não đau khổ. Thấy người kia đi xe hơi đẹp cái mình buồn không? Thấy nhìn bằng Phật tánh thì thôi không sao, xe nào như xe đó. Tại vì cái thấy vô phân biệt thì nó sáng suốt, không có dính gì cái xe đẹp xe xấu hết. Nhưng mà nếu chúng ta sống thấy bằng thức phân biệt thì nó trời ơi, sao đổ xe ta, xe này xe xịn nha. Rồi bắt đầu trở lại sống với chân tâm Phật tánh, cái thấy biết thường hằng thì giải thoát. Mà nếu trụ vào cái thấy biết phân biệt giàu nghèo tốt xấu thì bữa đó ăn cơm không ngon. Tại ăn cơm mà nhớ cái người mình ghét đó, trời ơi sao xe sang dữ vậy nè, mình tức lắm. Đó, quý vị hiểu không? Trụ vô đó. Sống bằng nghiệp thức thì sẽ quên mất chân tâm. Và nếu biết mà cố phạm thì tuy có chân tâm đây, nghe cũng bằng cái gì?
chân tâm, cái biết rõ ràng của tánh nghe là diệu dụng của chân tâm. Đầu tiên chúng ta phải bước qua chỗ đó, nhưng mà chúng ta không dừng ở đó, chúng ta lại bước thêm bước nữa là phân biệt, chê khen, lấy cái bản ngã chúng ta làm cái đơn vị để phân biệt, thì đang phạm một tội là biết mà cố phạm. Thì lúc đó Ngài Triệu Châu sẽ nói mình có Phật tánh không? Không có Phật tánh. Hay có mà không hiển lộ được. Đó, thì rồi cho nên chúng ta lại phải vẫn luân hồi sanh tử khổ đau. Hôm nay mấy huynh đệ thấy như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta tin mình sẽ được giải thoát an vui không? Ai tin xin giơ tay lên. Với hai điều kiện: biết không được phạm, mà lỡ phạm rồi liền biết. Liền biết thì sao? Cũng không được phạm tiếp. Chứ không liền biết rồi cái phạm tiếp nữa thì không được. À, biết không được cố phạm, trở về quy sáu căn về chân tâm, thấy trở về cái đang biết thấy hiện tiền. Cái biết thấy đó chính là diệu dụng của chân tâm. Lỗ tai mình dễ dính mắc về âm thanh, mình cứ kiếm coi ai khen ai chê, và mình chỉ vui khi khen mình thôi, thì mình sẽ tu nơi lỗ tai. Cái biết nghe này chính là diệu dụng của chân tâm, và ở đó sẽ tiếp tục dùng ba không để bảo vệ mình. Ba không là gì? Không dính mắc, không phân biệt và không vọng tưởng. Cho nên vẫn hằng sống với chân tâm. Cái vô tướng là vì mình không có chạy qua phân biệt tạo nghiệp. Ba không đó chúng tôi đang triển khai vô trụ, vô niệm và vô tướng. Vô trụ là không dính mắc. Mình đi thử, ở ngoài đời mình khó đi lắm, mình khó tu lắm, tại vì người ta tu khác mình. Đáng lẽ mình đang hiền khen, cái nói ba phải, cái mình làm mình dừng lại, mình khó tu. Nhưng mà ở đây mình đi kinh hành, mặt mình tĩnh lặng, huynh đệ ngưỡng mộ mình lắm. Khen cũng được, mà không khen cũng tốt mà. Tại vì khen có khi mình, cái lời khen là có hại đó. Khen được lần, cái lần sau mình vừa đi mình coi có ai thấy không, đi khen nữa không, thì mình cũng là mất đi cái công phu đi đứng nằm ngồi trong tĩnh lặng. Tôi khuyên đại chúng khi về thiền viện nên dùng ở đây là đạo tràng để tu cho được trọn vẹn. Đừng đem cái tập khí thế gian vào cái đạo tràng thanh tịnh của mình. Hãy bỏ đi cái phân biệt, bỏ đi cái khen chê. Và lỡ mình bị khen chê cũng hãy bác phong suy bất động. Nghe vẫn an trú ở trong nhà Như Lai, chứ không có chạy ra thanh toán người ta. Quý vị biết khi mà mình phiền não đối phó chính là mình rời khỏi nhà Như Lai để lang thang ra ngoài tranh đấu tiếp, đấu tranh đối phó. Chúng ta tập vẫn ở trong nhà Như Lai, chính là trong đạo tràng của chân tâm thanh tịnh. Thì cái tu chỉ nhiêu đó thôi. Ngồi thiền là để đừng gặp ai, để mình ở trong nhà Như Lai. Nhưng mà có chịu ở trong nhà Như Lai không? Ngồi thiền cái lát nó buồn quá, sao không cho làm gì hết, rồi lát nói tê chân quá, rồi cũng bung ra không chịu ngồi thiền. Đó là cơ hội mình không có va chạm với cảnh dễ tu dễ thành công đó, mà mình không thường dụng công. Rồi về chùa là một nơi đồng tu với nhau, cho nên cũng dễ dụng công. Thì có khi về chùa cũng đem cái tâm sự ngoài đời, lâu lâu mới gặp bạn bè cái xin nói chuyện, rồi xin tâm sự, rồi lại cũng bỏ cơ hội tu. Cho nên hôm nay mấy huynh đệ nên tiếc thời gian vô thường rất nhanh. Mình đâu có sống dai, sống hoài đâu. Ngay cả người trẻ cũng không phải khỏe hoài để tu. Hãy dùng ngay giây phút hiện tại. Và cái cách dụng công và thượng chỉ rất dễ dàng. Ai còn yếu hãy quy sáu căn về chân tâm. Lúc nào cũng trở về với sáu căn thanh tịnh. Đừng có cộng thêm phân biệt, chê khen, giận hờn, tốt xấu để tạo nghiệp phiền não tham sân si.
Cách tu chỉ có vậy thôi. Còn ai tu thuần thục rồi, không cần quy cái gì cả, ngay tức khắc là đang ở trong nhà Như Lai. Còn tu còn dở thì đang ở phía ngoài. Hãy vào cửa đi, vào cửa. Cửa nào cũng được, có 6 cửa đi vô. Ai vào từ cửa mặt để vào nhà cũng được. Ai hay ra cái cửa lỗ tai để ngóng ngó, để phiền não sân si thì ngay cái cửa đó bước vào nhà. Có người khoe là con hay sống với nội tâm thì người đó hãy vào cái cửa nào? Cửa ý, để trở về nhà Như Lai. Còn xin nhắc lại, ai thuần thục lại tiếp tục từ ở trong nhà, không bao giờ bị lôi ra, không bao giờ bị cảnh lôi ra. Và chúng ta thuần thục như thế cho đến khi nào thành Phật. Con đường tu hòa thượng làm cho nó rất đơn giản và dễ dàng. Có cái mình có đủ duyên để hiểu, đủ duyên để tin và đủ duyên để hành trì hay không. Có khi ngay khi hiểu mình đã hiểu không thông rồi. Rồi khi hiểu rồi nhưng mà không tu, tu rồi cũng không tu rốt ráo, vừa tu vừa nghỉ mệt, vừa xả hơi, cho nên là giữa đời rồi đạo không dứt khoát, mình không đi con đường đạo. Vậy đồng thể Phật bảo là chúng ta tin và tu với cái trí tuệ hiểu rằng tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. Con sư tử nó có thể tánh sáng suốt không? Khi mà nó có thể làm chủ để không sát hại cái người đang sát hại nó, đang sống với thể tánh sáng suốt của loài vật cũng bình đẳng như chư Phật. Đồng thể pháp bảo là tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng. Có thể pháp tánh đó là từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân, đầy đủ tất cả. Phật có cái gì, mình có cái đó. Những cái đức tướng thanh tịnh của pháp chúng ta đều có đầy đủ. Và đồng thể tăng bảo là tất cả chúng sanh cùng chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh. Và cái đặc biệt của tăng bảo là sự lý hòa hợp. Đây là điều đặc biệt mà chúng tôi xin nhấn mạnh để huynh đệ lưu tâm. Nói đến tăng là nói đến sự hòa hợp. Tăng hòa hợp lấy lục hòa làm căn bản. Cho nên từ những cái tin sâu như vậy, hiểu sâu như vậy, hòa thượng hướng dẫn tăng đoàn thiền sinh của thiền phái Trúc Lâm phải lấy lục hòa làm căn bản, lấy giới pháp làm căn bản. Lục hòa gồm có thân hòa đồng trụ, phải ở chung một chỗ. Để thứ hai là giới hòa đồng tu, cùng giữ giới để thiến tu. Và cái giới căn bản chính là tâm giới. Nhưng không phải phủ nhận tất cả những giới tướng khác. Cái đặc biệt của Đạo Phật và đặc biệt của Thiền Tông là vậy, không trụ không chấp. Vì Tam Bảo có mấy bậc? Ba bậc. Đầu tiên cái tướng thế gian, Tam Bảo là trụ trì thế gian, thế gian trụ trì Tam Bảo. Thứ hai là xuất thế gian, hành trì để chứng thánh quả. Rồi phần thứ ba là nhận được cái đồng thể đang sẵn có giữa muôn loài. Cho nên cái tăng bảo chính là sự lý hòa hợp. Ở chung để lục hòa, thân hòa đồng trụ, giữ giới để đồng tu. Rồi cái gì nữa? Kiến hòa đồng giải, hiểu biết chia sẻ với nhau, giải bày với nhau trong hòa hợp, chứ không có trong đấu tranh chia rẽ. Rồi ý hòa đồng duyệt, tâm ý mình phải hòa hợp với nhau. Và cái ý hòa đồng duyệt này chúng tôi cũng chia sẻ với các Phật tử khi làm việc với nhau, mỗi người một ý kiến. Hay là trong gia đình, khi về gia đình của chúng ta, những thành viên trong gia đình mỗi người một ý kiến. Ứng dụng lục hòa, chúng ta không trở ngại. Mỗi người cũng trình bày cái ý kiến của mình, ưu điểm chỗ nào, và lắng nghe phần chỉ khuyết điểm của ý kiến. Chúng ta lắng nghe với tâm bất động,
Thì nếu như vậy là chúng ta đang thể nhập vào đồng thể tăng bảo. Tăng bảo là sự lý hòa hợp. Chỗ này tuy nghe như vậy nhưng mà có khi chúng ta rất là bối rối khi tự quy y tăng. Tự quy y tăng là chính là thống nhiếp đại chúng. Khi chúng ta thấy sự và lý hòa hợp, không chống trái lẫn nhau, không còn trạng thái đối đãi của phải quấy tốt xấu thương ghét giận hờn, chúng ta thấy được cái tánh không của các pháp, cho nên chúng ta có thể luôn luôn giữ tâm như như bất động. Bây giờ đến phần sự quy y. Ở trên là ba bậc tam bảo. Tiếp đến chúng ta sẽ được hướng dẫn quy y, chứ chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản quy y là gì. Quy y là quy y hết. hỏi giải thích thêm nữa. Giải thích gì về thầy giải thích. Các lát biểu xin giải thích thêm, nói trời ơi vọng tưởng chi tu không được đâu, quy y là quy y. Vì thật ra mình chả hiểu gì để nói. Thì hôm nay xin nhớ vậy đó, quy y là vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ được học hai phần nữa là sự quy y và lý quy y. Sự quy y là gì? Sau khi hiểu rõ thế nào là quy y tam bảo, tất nhiên phải thực hành cái sự hiểu biết đó. Thực hành bằng trước nhất sự tướng cung kính vâng theo tam bảo, như thế gọi là sự quy y tam bảo. Tức là chúng ta sẽ có hành động thể hiện, gọi là sự quy y. Sự quy y Phật là sao? Hằng ngày chúng ta phải luôn tưởng nhớ đến Phật. Phật tử có thể hằng ngày thường xá Phật, đi ra khỏi nhà xá Phật, giống như chào cha chào mẹ, như con cái chào những người thân trong nhà trước khi đi. Chúng ta nhớ Phật, tưởng nhớ Phật, xá Phật, rồi niệm danh hiệu Phật, chiêm ngưỡng hình tượng Phật, và quan trọng nhất là nguyện suốt đời theo bước chân Phật. Đó là sự quy y Phật. Sự quy y Pháp là sao? Về cái việc làm hành động đó, là hàng ngày chúng ta phải đọc tụng kinh luật luận, nghe Pháp sớm hôm hai thời công phu. Quý vị có biết vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần, một ngày sám hối mấy thời không? Một ngày sám hối 6 thời. Thời gian không có rảnh. Mỗi lúc mà nghỉ ngơi, không phải như mình uống trà rồi sẵn ngoắc nói chuyện. Hôm nay khoa học hiện đại thì bắt phone, nhấn nút, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện hết mọi người. Có khi nói chuyện vui mà có khi tâm sự chuyện buồn, để kích động theo phe mình chống cái phe kia. Giờ nghĩ của mình là như vậy. Vua Trần Thái Tông khác, một ngày dành 6 giờ nghỉ. Giờ nghỉ đầu tiên sám hối mắt, có bao nhiêu tội lỗi. Giờ nghỉ thứ hai sám hối lỗ tai, chuyên ngành lỗ tai, thấy bao nhiêu tội lỗi. Tới giờ nghỉ thứ ba sám hối tới lỗ mũi. Mình thấy lỗ mũi có tội gì, lỗi gì đâu, có gì nó ngửi nấy chứ lỗi gì đâu. Mình binh nó dữ lắm ha. Vì thật ra thứ nhất là mình cũng cùng phe, thứ hai nữa mình có biết gì đâu mà tội lỗi. Thì ai giờ này không biết 6 căn mình có tội lỗi gì, xin làm ơn đọc bài sám hối 6 căn của vua Trần Thái Tông. Sám hối lưỡi. Và tới sám hối lưỡi tôi rất cảm động. Một hôm tôi có duyên gặp các Phật tử mới quy y với Hòa Thượng. Cô kể rằng: sư ơi, hành trì lời Phật dạy khó lắm. Con mới tổ chức đám cưới cho con của con. Ông chồng con là giám đốc nhà máy sản xuất xe đạp. Thế là nhân viên, những người quen biết rất là rộng. Bây giờ đám cưới thì sao? Hằng ngày tụng kinh con thấy nghiệp căn lưỡi là tới phần bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con, giết hại chúng sanh vì ba tấc lưỡi, vân vân. Cái đoạn sám hối về lưỡi đó, con nghe như vậy con chấn động tâm can.
Vì ba cái tấc lưỡi, có nghĩa là vì cái lưỡi này có dài ba tấc thôi, mà giết hại chúng sanh. Thì hôm nay nếu mà đám cưới là giết hại biết bao nhiêu. Thế là con quyết tâm đãi tiệc ngọt. Mà muốn cho tiệc ngọt người ta vừa ý, con phải dùng, nghĩa là nhà hàng thật sang, bánh ngọt thật sang. Rượu thì không phải rượu làm sao mà cái gì ngọt ngọt cũng thiệt là sang đãi, nhưng mà cuối cùng ta chịu không? Thôi, nó cằn nhằn, nó chửi nhỏ nhỏ sau lưng dữ dội lắm. Mình phải vượt qua cái lời chê đó để giữ giới này. Mấy con đề hiểu giữ giới không? Là mình đừng có cầu những cái người đi con đường luân hồi sanh tử khen mình. Nó khen là mình đang tu tiến hay đang tu lùi. Tu lùi đó. Nha. Bạn nhậu mà khen ông ngon là biết làm sao? Ông nhậu hơi nhiều đó. Xì ke ma tí mà nó nói mày ngon có nghĩa là sao? Mày gần chết rồi. Chứ đừng có nghe chữ ngon cái làm tới đó là chết. Bây giờ hằng ngày đọc tụng sớm hôm hai thời công phu. Bây giờ phải sáu thời nha. Không có giờ chuông mỏ khánh thì cũng phải nhớ. Vừa đọc vừa kiểm tra nghiệp căn mắt là nhân ác. Xem kỹ cái gì mà xấu ác là ngó kỹ lắm. Mà cái gì lành thiện biểu làm, cái nghiệp thiện là khinh chê, lầm nhận hoa giả. Hoa giả thì mình thích lắm, mà trăng thiệt là quên ngắm trăng thiệt. Đó, rồi những câu đó mình phải tìm hiểu để hành trì. Phải tìm hiểu nghĩa lý thâm quyền của Pháp Bảo. Phật nói vậy là gì? Sám hối vậy là cái gì? Vừa qua chúng tôi đi dạy ở Edmonton của Canada. Có một Phật tử cũng hỏi cái câu năm quyền pháp trần không khởi diệt. Thì Phật tử mới đặt câu hỏi là pháp trần nó luôn luôn có sanh có diệt, mà bây giờ dạy chúng con phải pháp trần không khởi diệt làm sao tu? Tôi trả lời rồi, nhưng mà đây tôi không có nói cho quý vị nghe rồi copy đâu, tự suy nghĩ. Đối với chỗ đó phải làm sao đây? Pháp trần không khởi diệt là sao? Từ đại chúng thôi trả lời luôn. Thôi mai mốt tôi quên mất. Pháp trần hai phần. Cái lời Phật tử đó nói có nghĩa là pháp trần cảnh duyên bên ngoài, cho nên nó sanh diệt. Nhưng mà cái sanh diệt này, sanh mà không thật sanh, diệt mà không thật diệt. Cho nên với cái nhìn bát nhã đó, chúng ta cũng không bị nó lôi cuốn. Còn cái pháp trần không khởi diệt của Thiền Tông chính là chỉ cho những bóng dáng khi chúng ta tiếp xúc với năm trần ở ngoài, tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, rồi chúng ta dính mắt, nó mới lọt vào những cái còn tồn động của cái tâm trụ, tâm dính mắt, tâm phân biệt, nó mới lọt vào trong tàng thức. Thì pháp trần đó, cái tiếng chuyên môn là bóng dáng rơi rớt của tiền trần, nó lọt lại. Giống như đi chùa đâu phải mình đem hết tất cả mọi việc hôm nay mình đem về đâu. Mình sẽ đem về hai trường hợp. Cái gì mà chúng ta thích, chúng ta sẽ đem về vì nó sẽ lọt trong tâm. Cái gì mà chúng ta bực, chúng ta cũng để lọt trong tâm để nó chi phối chúng ta. Không phải một ngày mà mãi mãi. Sân si phiền não, luyến ái, si mê nó sẽ theo chúng ta. Thì đó chính là pháp trần. Vậy muốn pháp trần không khởi diệt cũng thế. Thấy nó, biết vọng không theo. Và thượng chỉ dùng hết rồi, nhưng mà không chịu làm thôi à. Điều thứ hai, thấy nó nhưng mà đó là một pháp không thật. Thấy với tâm như như bất động. Thành ra nó khởi diệt mà nó không thật khởi diệt với người có trí tuệ. Xin trả lời, nhắc lại lời chúng tôi trả lời cho các Phật tử ở tại Canada. Vậy chúng ta phải tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền của Pháp Bảo để chúng ta thực hành được. Khi buồn giận chúng ta phải tu pháp gì? Khi sân chúng ta phải tu pháp từ bi. Khi luyến ái thì chúng ta phải tu để cắt bỏ cái sự luyến ái. Khi sân giận chúng ta phải tu để làm sao chuyển. Và cuối cùng chúng ta luôn luôn giữ tâm thanh tịnh như như. Đó là cái chỗ kết quả cuối cùng. Chúng ta trừ bỏ được
dục vọng, tâm trí được sáng suốt, an lành, thanh tịnh. Có nghĩa là khi tu chúng ta phải sửa đổi ba nghiệp của mình, không còn tham, sân, si. Mà trước khi không còn thì mình phải giảm tham, sân, si. Đã giảm để không còn. Và trước đó chúng ta phải biết mình đang tham, sân, si. Biết không? Có khi mình nói, chị nói, hình như chị hơi tham sân á. Chị lo nhìn chị không lo, nhìn cho lo chỉ tôi. Mà khi mà nói vậy, mình có biết mình đang tham sân si không? Chị lo chị đi, đừng chỉ tôi. Là mình không biết mình tham sân si. Và không biết cho nên mình không điều phục. Và không điều phục cho nên mình không bao giờ ra khỏi tham sân si. Mà còn tham sân si là còn luân hồi sanh tử. Đó là cái lực của vô minh đẩy mình. Vậy cái phần mà quy y, sự quy y pháp là gì đó? Nghe hiểu để thực hành. Hôm nay pháp mà không còn chữ nghĩa mà nghe băng thì chúng ta cũng lắng nghe để biết trên văn tự, rồi không phải dừng ở đó, không phải vừa nghe cái bắt đầu cầm điện thoại nè cho nghe nha, trời ơi mới có băng của hòa thượng này nghe chưa? Chưa nghe phải không? Ngồi đây nghe tôi kể trùng tiên cho nghe. Rồi mình chỉ hài lòng qua cái thuật lại rồi thôi. Rồi xong đó, pháp quy y rồi đó. Không phải. Hiểu ý nghĩa và thực hành mới là trọn vẹn. Nghe băng cũng nằm trong pháp nha. Xem DVD, hình ảnh cũng là nằm trong pháp. Cần phải hiểu ý nghĩa và hành trì. Sự quy y tăng là gì? Thế gian thường nói trọng Phật phải kính tăng. Cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì phải thật dạ kính tăng bấy nhiêu. Phần đầu chúng ta huynh đệ đã phân tích có những vị tăng tu đạo cao đức trọng, nhưng cũng có những vị tăng mới gieo duyên xuất gia học đạo. Mình cũng sẽ cung kính hay mình phải chờ coi ngó đạo tới đâu mình mới kính tới đó? Thì thưa đại chúng, mắt mình là mắt phàm, nhìn không tới, có khi tạo nghiệp. Cho nên tốt nhất tôn kính Tam Bảo với bài pháp sư tử trọng pháp, tiền thân của Đức Phật làm hình ảnh cho chúng ta. Còn chư tăng bổn phận phải cố gắng nỗ lực tiến tu. Người thực hành sự quy y tăng hễ thấy người đầu tròn áo vuông, chân chánh tu hành giữ giới luật thì liền kính lễ quý trọng. Điều này chúng tôi cũng chợt nhớ, lúc sau này có những vị tuy mang thân tướng xuất gia mà tội nghiệp quá đi khất thực. Rồi sao nữa, nguyên gia đình dắt đi khất thực. Rồi khất thực xong mới ngồi góc nào đó, có xe chở vô chỗ tiệm ăn mặn, rồi mới họp nguyên cả nhà, vân vân. Tóm lại cũng có những người đội lốt. Cho nên cái này cũng rất là tế nhị. Tuy vậy khi mình nói cái gì thì mình cũng vừa nói mà vừa tu. Cho nên nói bên ngoài ít ha, nhưng mà dĩ nhiên là mình phải biết cái nào tà chánh, chân chánh hay là giả dối. Nhưng cái hình tướng thì cứ gọi là tùy sức mà hành trì. Hễ thấy người đầu tròn áo vuông, chân chánh tu hành giữ gìn giới luật thì liền kính lễ quý trọng, xem như đó là đại diện cho Đức Phật. Chư tăng có một cái giá trị là đại diện cho Đức Phật, vì Đức Phật thì đã nhập diệt. Pháp thì còn đó, nhưng ai là người chỉ cho chúng sanh biết pháp? Tăng là người chỉ đó. Cho nên giá trị của tăng là vậy. Tóm lại, thờ Phật, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật pháp, kính trọng tăng già chân chánh, đó chính là sự quy y Tam Bảo. Bây giờ tới lý quy y Tam Bảo. Lý là bên trong, sự là cái hành động của mình, còn lý là bên trong. Lý quy y Tam Bảo nghĩa là quy y Tam Bảo trong tâm chúng ta, quy y Tam Bảo nơi chính mình. Lúc nào là lý quy y Tam Bảo? Khi chúng ta đọc và lại ba lại cuối cùng trong mỗi thời kinh chính là lý quy y Tam Bảo. Xin giải thích.
Nếu chúng ta chỉ thực hành sự quy y thôi, tức là quy y Tam Bảo phía bên ngoài, Phật là Phật bên ngoài, Pháp là lời Phật dạy, và Tăng là những vị mình thấy bên ngoài, mà mình không thấy Tam Bảo đang có sẵn nơi mỗi người, thì chúng ta chỉ dông ruổi theo Tam Bảo bên ngoài mà quên lý quy y, nghĩa là Tam Bảo đang có sẵn trong tâm tất cả chúng ta, thì chúng ta thực hành chưa viên mãn rốt ráo, chưa đúng nghĩa quy y. Thật thế bên trong tâm của chúng ta cũng có đủ Tam Bảo, cần thực hành lý quy y hay là tam tự quy y. Xin lắng nghe. Tự quy y Phật nghĩa là sao? Tự có nghĩa là mình đối với tự tâm của mình. Tự quy y Phật là mình trở về với Phật tánh sáng suốt nơi tâm mình. Phật đó ở đâu? Thưa đại chúng, Phật thì vô tướng. Khi tâm chúng ta lặng lẽ thanh tịnh vô niệm, không sân si phiền não vọng động, thì đó chính là Phật của chúng ta đang có mặt. Và qua cái diệu dụng của Phật, Phật là không phải không có hình tướng, không thấy được, không chỉ được, nhưng chúng ta sẽ thấy Phật nơi sáu căn. Qua mắt chúng ta thấy, cái thấy này chính là diệu dụng của Phật, ông Phật của mình. Qua tai chúng ta đang nghe, không những nghe tiếng mà cái sự thanh tịnh im lặng mình nghe không, mình cũng nghe, nghe một cách trọn vẹn. Qua mũi ngửi mùi, qua lưỡi, không những ăn mà khi nói bàn cũng là sự hiện diện của Phật, cái dụng của Phật. Qua tai thì mình nắm bắt, làm việc bằng tay chân, qua chân đi lại, đó là sự có mặt của Phật. Ông Phật của ai? Của chính mình. Và ngay trong bào thai người mẹ, thai nhi tượng hình trong bào thai chính là Phật tánh của cái chúng sanh đó. Khi xả báo thân thì với thần thức, thần thức là cái trộn giữa Phật tánh và nghiệp thức để có thần thức của mỗi chúng sanh. Vì chúng ta khi sống ở đời không có giữ được cái tâm thanh tịnh, gặp cảnh dính mắc, cho nên chúng ta liền bị tạo nghiệp, nghiệp thức mang mang biết mà cố phạm, nó làm mờ cái Phật tánh của chúng ta. Giống như ly nước, trong nước này là nước trong, nhưng mà chúng ta lại trộn lẫn nhiều chất. Có người thích muối, có người thích đường, có người thích chanh chua, có người thích gừng, nó trộn lẫn ở trong, thì nó không còn là nước thanh tịnh mà nó có hòa lẫn. Cái đó chính là cái tâm thức của mình. Chúng sanh không giữ được cái thanh tịnh vô tướng của Phật tánh. Hôm nay tu là chúng ta đang thanh tịnh quá tâm. Không khí trong lành ở đâu? Ngay cái không khí ô nhiễm được thanh lọc. Vậy tâm Phật ở đâu? Ngay tâm chúng sanh được loại trừ những cái vọng thức tham sân si. Chúng ta đang có đủ. Và Hòa Thượng chỉ chúng ta đường tắt. Ngay cái tâm vọng động đó chúng ta lọc để sống với chân tâm thanh tịnh. Lâu ngày quen chúng ta không làm tâm chúng ta nhiễm ô tiếp tục. Và những cái tập nghiệp tham sân si, chấp ngã vân vân, nếu chúng ta không tiếp tục thì tự nó yếu dần. Và với trí tuệ sống với chân tâm, chúng ta sẽ nhìn cái nghiệp thức đó là hư vọng không thật, nó không lôi chúng ta được. Ngày xưa thấy rượu mấy ông nhậu cảm thấy một sức hút tuyệt vời, không thắng được. Nhưng nếu chúng ta làm chủ đối với cái tập nghiệp này thì sau này dù thấy dù nghe vẫn nghe rõ ràng, vẫn thấy rõ ràng, thấy hiệu đàng hoàng, cũng biết hiệu này là hiệu xịn, nhưng mà tâm bất động. Ai trải qua vấn đề chưa uống rượu, để uống rượu rồi ghiền, rồi hôm nay cai ghiền rượu, thì thông cảm được chuyện tu. Tự quy y Phật là mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của tâm mình. Sư ông nói, vâng,
mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Đó là lời Phật đã dạy. Nhưng Phật tánh của chúng ta đã bị mê lầm, sân si vọng tưởng che lấp. Vọng tưởng như mây mờ, mà Phật tánh thì như vầng trăng, như mặt trời. Mây mờ có thể che khuất được Phật tánh, chứ mây mờ không thể tiêu diệt được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Quý đệ thông cảm được cái ý nghĩa này không? Có ngày mây mù che, mình tưởng chừng như không có trăng. Nhưng thật sự mặt trăng có đang có mặt không? Vẫn có mặt. Mặt trời có đang có mặt không? Vẫn đang có mặt. Nhưng vì nhân duyên mây mù che mà ánh sáng không có chiếu đến thế gian này. Thì chúng ta cũng vậy. Phật tánh chúng ta bị vọng tưởng vô minh che lấp rất sâu và che rất kín. Nhưng nếu chúng ta đủ lòng tin thì chúng ta tin rằng Phật tánh vẫn thường còn, vẫn hằng hữu, vẫn có mặt. Phật tánh ở đâu? Thưa đại chúng, vừa qua chúng tôi trình bày Phật tánh ở 8 chỗ. Trước nhất ở 6 chỗ nơi 6 căn, và còn 2 chỗ nữa. Tổ Ba La Đề, đệ tử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đã trả lời cho một vị vua là Di Kiến. Hôm nay quý vị có duyên để nghe lóm cái lời trả lời cho vua. Trả lời cho vua thì kiến giải này có giá trị không thưa đại chúng? Rất có giá trị. Hai chỗ nữa đó chính là ở đời là người. Những con người đi khắp thế gian này, hỏi Phật tánh ở đâu? Đó. Bao nhiêu người là bao nhiêu Phật tánh đó. Mà không những ở đời thấy người là thấy Phật tánh, mà ngay cả hôm nay nếu chúng ta tu sâu, con kiến đang bò, con bò đang gặm cỏ, con ngựa đang chạy, con gà đang gáy, thưa đại chúng, có Phật tánh không? Có luôn. Ở đời là người, hay nói rộng lên là ở muôn vật. Và ở trong thai, mình thấy được Phật tánh đang ở trong thai người mẹ, là thân của bào thai của hài nhi. Và cộng thêm là 6 chỗ ở của tâm, nơi 6 căn. Đó. Phật tánh khi buông ra, không có tạo tác, thì trùm pháp giới. Và cái trùm này xin chia sẻ với đại chúng là trùm khắp 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình chia 3 thời, chứ cái chân tâm này trùm 3 thời. Mình nói ngày hôm qua, chân tâm có ở ngày hôm qua không? Có. Chân tâm có ở 20 năm trước không? Có. Cũng một chân tâm đó, hay là chân tâm kia là chân tâm khác? Cũng một, không khác. Chân tâm hiện tại, chúng ta đang nghe, đang thấy, đang ngồi, đang đi. Và chân tâm tương lai có khác không? Không. Một chút quý vị đi cũng là chân tâm đó. Mà lỡ mình tắt thở, thì thưa đại chúng, chân tâm nó có thay đổi không? Không. Chân tâm như không khí ở trong nhà này. Cái nhà này còn có một bầu không khí trong chân tâm. Có một bầu không khí trong cái nhà. Cái bình này nếu mở nắp thì có không khí trong cái bình. Nhưng mà nếu cái bình này bị đập vỡ đi thì không khí ở đâu? Không khí hòa lại với không khí. Và không khí cũng chưa từng ra từng vào. Do cái này ngăn che thôi. Cũng giống như hôm nay, do cái thân mà chân tâm của chúng ta có vẻ như bị trói buộc ở trong thân này. Người tu quán sát thật sâu, chân tâm không ràng buộc ở thân. Cho nên nói là chân tâm trùm pháp giới. Và chúng tôi xin tạm chấm dứt bài học ở đây để nhắc đại chúng. Sự giác ngộ của thiền sư Việt Nam, tổ tiên ông bà của chúng ta, có một bài kệ, xin trích dẫn 2 câu thôi, là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác. Nàng ngắm hoa vàng nha. Trúc là, trúc biết là lá, cây trúc màu xanh, lá xanh, hoa vàng. Đâu phải cảnh khác, đâu phải cảnh bên ngoài. Mình vì lấy cái thân là đơn vị, làm bản ngã,
Cho nên cái gì ngoài thân chúng ta nói là ngoại cảnh, cảnh bên ngoài. Nhưng quý ngài đâu có lấy cái thân làm đơn vị. Quý ngài lấy cái chân tâm trùng khắp vô tướng làm đơn vị. Cho nên nó không phải là cảnh bên ngoài. Phi ngoại cảnh, không phải cảnh bên ngoài. Chúng ta nhìn tới mặt trăng, mặt trời cho đến cuối chân trời cũng không phải là cảnh bên ngoài, mà tất cả đều chưa ra khỏi chân tâm. Hãy chiêm nghiệm những điều này trong cái thời gian mình còn có mặt ở thế gian này. Trúc biết hoa vàng đâu phải cảnh khác, nó vẫn là chân tâm trùng khắp. Trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Khi chúng ta ngắm vầng trăng, giờ này không có mặt vầng trăng ngắm đỡ mặt trời cũng được. Trăng trong, vầng trăng sáng trong, mây bạc, những làn mây bay, những làn mây trắng bay, cho đến mây đen cũng được, vẫn hiện toàn chân. Trong cái lúc mà chúng ta tiếp cận với cảnh, thì cái gì đang hiện một cách hoàn toàn đầy đủ? Chân tâm chúng ta đang hiện hoàn toàn đầy đủ. Đó là một viên ngọc quý. Đó là cái tài sản bất sanh bất diệt của mình. Ai nhận được cái chỗ đó, tin chỗ đó và sống với chỗ đó thì sẽ giải thoát sanh tử. Sống chết sẽ không có dính dáng tới mình, không làm mình khổ đau, không lôi kéo chúng ta vào con đường luân hồi sanh tử nữa. Mùa xuân chúc tất cả huynh đệ chúng ta đều thành tựu được cái chỗ tốt đẹp sẵn có này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời hồi hướng. Nguyện đem hai công đức này trên đường dài, núi
rằng niềm hạnh phúc trong ta.